Tổng công ty Viễn thông Mobifone được thành lập ngày 16 tháng 4 năm 1993. Trụ sở chính, tòa nhà Mobifone, lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Là mạng di động ra đời đầu tiên, đội ngũ của Mobifone được đào tạo thử thách trong môi trường hợp tác với nước ngoài và đồng thời là cái nôi nhân sự của ngành thông tin di động Việt Nam. Sau hơn 27 năm xây dựng và phát triển, Mobifone là một trong ba mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 30% thị phần mạng di động. Hiện nay, đội ngũ cán bộ công nhân viên của Mobifone là gần 5.000 người, chủ yếu là giới trẻ có trình độ đại học và cao học. Đội ngũ cán bộ nhân viên làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, luôn được đánh giá cao so với các công ty cùng lĩnh vực. Ngày 24 tháng 1 năm 2014, Trung tâm Phát triển Phần mềm Mobifone được thành lập và là tiền thân của Trung tâm Công nghệ Thông tin Mobifone. Ngày 10 tháng 2 năm 2015, Trung tâm Phát triển Phần mềm chính thức đổi tên thành Trung tâm Công nghệ Thông tin Mobifone, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, phát triển mới và kinh doanh các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm, giải pháp tích hợp, giải pháp công nghệ dựa trên việc phân tích và khai phá dữ liệu cho các đơn vị, khách hàng trong và ngoài tổng công ty. Với tầm nhìn, chinh phục thế giới số, đưa Mobifone thành một doanh nghiệp số và đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức. Trung tâm Công nghệ Thông tin luôn nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, hợp tác, là nơi giúp cho không chỉ cán bộ công nhân viên mà còn cả các đối tác và khách hàng luôn cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và được nhận những dịch vụ, sản phẩm tốt nhất. Để có sự phát triển của ngày hôm nay, không thể không nói đến sự lãnh đạo sáng suốt của đội ngũ lãnh đạo và sự tận tâm hết lòng, hết sức vì công việc của những cán bộ nhân viên trong trung tâm với tính kỷ luật cao, tác phong chuyên nghiệp. Một bộ máy nhân sự tinh gọn nhưng hiệu suất làm việc cao. Với sự chèo lái của giám đốc trung tâm, ông Dư Thái Hùng, cùng ban lãnh đạo trung tâm, phó giám đốc ông Nguyễn Đức Quỳnh, phó giám đốc ông Hà Viện Dương, phòng kinh doanh, phong thái chuyên nghiệp, tư duy sáng tạo, đã giao số thì cùng tố, phòng phát triển phần mềm và giải pháp khách hàng, thấu hiểu khách hàng, quản lý chuyên nghiệp, tiền phòng công nghệ, đề cao tinh thần đồng đội trong công tác phát triển sản phẩm, đam mê sáng tạo dẫn lối thành công, phòng phát triển phần mềm và giải pháp nội bộ luôn hướng tới để kiến tạo những giá trị lõi cho mảng công nghệ thông tin nội bộ Mobifone. Phần mềm nội bộ One Team One Heartbeat. Phòng giải pháp tích hợp là cầu nối thông tin giữa tổng công ty và khách hàng. Vì vậy, năng động, nhiệt huyết, lắng nghe và biết thấu hiểu là những tố chất cần có của những thành viên thuộc phòng. Chúng tôi số 2, không ai số 1. Phòng Big Data luôn nêu cao tinh thần đột phá và tính toàn cầu, luôn cập nhật và khai phá những dữ liệu lớn phục vụ hoạt động của tổng công ty. Big Data, chơi đẹp ga, không tăng ca, ô la la. Phòng Kế Toán luôn đảm bảo tinh thần trách nhiệm, chính xác và cầu toàn. Phòng tổng hợp luôn đảm bảo sự vận hành của bộ máy nhân sự trung tâm nói riêng và tổng công ty nói chung. Đoàn kết, chân thành, nhiệt huyết. Chúng tôi ở đây để đồng hành cùng bạn. Sau 6 năm hoạt động, Trung tâm Công nghệ Thông tin Mobifone tự hào góp mặt trong những giải thưởng tiêu biểu của tổng công ty Viễn thông Mobifone. Giải thưởng Sao Khuê năm 2016, Top 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam năm 2017, 2018, 2019. Top 10 doanh nghiệp có năng lực công nghệ 4.0 tiêu biểu tại Việt Nam năm 2019. Giải thưởng Sao Khuê năm 2020. Giải thưởng Chuyển đổi số năm 2020. Giải thưởng Kinh doanh quốc tế IBA Stevie Awards 2020. Với bề dày kinh nghiệm hơn 6 năm hoạt động, Trung tâm Công nghệ Thông tin Mobifone tự hào khi phát triển được các sản phẩm nhận được đánh giá cao từ người dùng và các đối tác doanh nghiệp, cá nhân như các sản phẩm 3C, truyền thanh thông minh, MAI Call Center, Mobifone Meeting, MobiCA, Mobifone E-Office, Mobifone Invoice, Mobifone CS, M-Sale, Kids Pro. Bên cạnh các sản phẩm công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ Thông tin còn là đơn vị bảo trợ, đối tác kinh doanh và truyền thông của nhiều ngành hàng, đơn vị lớn như hệ thống FPT Shop, Thế giới di động, Tổng công ty VNPOS, Ngân hàng Thương mại Cổ phần VB Bank, Công ty Lữ hành Hà Nội Tourist, Tập đoàn Digital Novaon. Là một doanh nghiệp viễn thông hàng đầu tại Việt Nam,
Tổng công ty MobiFone chúng ta đang trong những bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một cái doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin cung cấp đa dịch vụ. Tổng công ty MobiFone xác định lĩnh vực công nghệ thông tin là một cái trụ cột mũi nhọn, việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp cho tổng công ty nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trong giai đoạn 5 năm tới, tổng công ty MobiFone xác định lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ lọt vào top 5 những cái doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất cả nước, ứng dụng chuyển đổi số trong tất cả những cái khâu sản xuất của công ty, trở thành một cái doanh nghiệp số và thực hiện chuyển đổi số cho các cơ quan, tổ chức, ban ngành. Nguồn lực con người là cái nguồn lực giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, tạo nên sự phát triển bền vững, tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Chính vì thế mà Tổng công ty Viễn thông MobiFone nói chung, Trung tâm công nghệ thông tin MobiFone nói riêng, chúng tôi luôn muốn tạo một cái môi trường doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo nên cái văn hóa doanh nghiệp để các bạn yên tâm cống hiến, phát triển sự nghiệp cũng như phát triển bản thân. Với sứ mệnh tiên phong trong công tác phát triển sản phẩm, Trung tâm công nghệ thông tin MobiFone đang xây dựng các sản phẩm theo tinh thần Make in Việt Nam, Make in MobiFone. Chúng tôi thực sự coi trọng giá trị nhân tài công nghệ thông tin và mong muốn tìm kiếm được ứng viên với tư duy đột phá, biết ứng dụng công nghệ cao để tạo ra các sản phẩm sáng tạo và giá trị cốt lõi cho MobiFone. Ở Trung tâm Công nghệ Thông tin MobiFone, con người luôn được coi là tài sản quý giá nhất. Chính vì vậy, các chính sách về nhân sự luôn được các lãnh đạo trung tâm đề cao và dành sự quan tâm đặc biệt. Bên cạnh những chế độ lương thưởng rõ ràng, hợp lý, các chính sách bảo hiểm, thăm khám sức khỏe cũng đặc biệt được chú trọng. Bên cạnh đó, các thành viên của MobiFone IT còn thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, các khóa đào tạo kỹ năng mềm, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm cho người lao động. Mình làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin MobiFone rất là tình cờ, đó là một cái duyên. Và mình đã làm việc được 3 năm ở đây rồi. Mình công tác tại bộ phận kế toán. Chính sách về lương thưởng ở đây rất là công bằng và minh bạch. Mình cảm thấy rất là yên tâm và hài lòng khi làm việc tại đây. Đối với mình, Trung tâm Công nghệ Thông tin đã trở thành một mái nhà thứ hai. Mình được quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ bất cứ khi nào cần. Mình đã thực sự tìm thêm được những người anh, chị, em mới khi làm việc tại nơi đây. Mình làm việc ở trung tâm thì cũng được 3 năm rồi, từ khi mà mình mới ra trường luôn. Thì trước khi đi làm thì mình cũng lo lắng lắm, là không biết là mình có hợp với nơi này không, có hợp với những người đồng nghiệp đầu tiên trong đời mình không. Nhưng mà khi đi làm rồi thì mình thực sự rất là yên tâm. Cái điều gây ấn tượng đầu tiên cũng là điều mà mình thích nhất ở đây, đấy chính là con người. Tất cả mọi người, từ các anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp đến lãnh đạo phòng, lãnh đạo trung tâm thì đều rất là gần gũi và thân thiện. Mọi người thì rất là quan tâm và giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau giống như một gia đình vậy. Mình tin rằng con người là nguồn gốc cốt lõi. Điều mình thích thú nhất khi mà được làm việc tại môi trường MobiFone chính là ngoài việc được làm các bài toán lớn cũng như là các dự án mà mình yêu thích thì mình sẽ được hỗ trợ, tham gia các khóa học về nâng cao trình độ chuyên môn cũng như là gắn kết các anh em, các đơn vị, trung tâm trong tổng công ty với nhau. Hơn 6 năm hoạt động, Trung tâm Công nghệ Thông tin MobiFone luôn định hình được nét văn hóa của cán bộ nhân viên, đó là luôn hết mình trong công việc cũng như các hoạt động đoàn thể. Hàng năm, Trung tâm luôn tổ chức các chương trình team building cũng như các hoạt động đoàn thể của công đoàn, đoàn thanh niên trung tâm. Các hoạt động sinh hoạt tập thể nhằm nâng cao sự gắn kết nhân viên, tăng thêm niềm tự hào, niềm tin yêu của cán bộ nhân viên đối với trung tâm. Một tập thể đoàn kết, một tập thể trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, một tập thể luôn tin tưởng và trân quý nhau, một tập thể luôn nỗ lực phấn đấu vì một mục tiêu chung. Những giá trị cốt lõi ấy chính là sức mạnh mà chúng tôi, những con người MobiFone IT hướng tới để góp phần đưa con thuyền Trung tâm Công nghệ Thông tin ngày càng phát triển. Chào mừng các bạn đến làm việc tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Các bạn hãy coi Trung tâm Công nghệ Thông tin MobiFone như là một cái gia đình thứ hai của mình. Chúc các bạn hãy cùng chúng tôi cống hiến nỗ lực hết mình vì sự phát triển của MobiFone. Chào mừng bạn đến với ngôi nhà chung MobiFone IT của chúng tôi. Chúc bạn có một khởi đầu thuận lợi, bay cao và tiến xa trên con đường sự nghiệp sắp tới.